bà bố rốt bà khai bà xe nốt bà sân hà xóm rốt bà khai bà nhiê bê này ca chạc lục băng bà rạch tục bà băng bà rạch tục lại chăng mà thà miên nè ở thà tân ọc nha dây chăm tèng ọc nha tèng mình trầy mô dùm nôn đại quát sà bái chất nâng hay sà bái chất nâng mình ao kì chạc nốt hay nâng kìa thà mân sà bái chất đại kì ăn nhà đòi chạc nốt bà quát trong này dây thà khoa cả lấy cô khoa cả lấy a bì bọt nà ấy đây cô nâng bà bàn từ a bì bọt là lưu tức mà đông bà nơi sau tay bà mán buôn bè em hạch ta bà bà chân bờ bất chí cô hỏi sọc sai được giảng mạch bà chân dương bà to đồng nào bà dương từ mưu nông hạch ca nông bà to tiết thà ta xa là bà này rưu nông giảng mạch bà cơm nẹ bà cơm nè sọc bà này là nơi khách bà xe nô chì bà xe cơm bà chì bà co bà nè chì co chì tràn rồi nè mà dẹp qua trong cơm nè bà xâm đầy nè ca bà bà rong dịa khlang bà to bì khách tích cho mùi nè gom bông bà chôm nè ca gom vạc tức bà bạc bà chăm ngay kìa hà là tức xa bà tu chìa còn lo mô rồi đôi bà xa dàng nà cái đấy cho tùm rong rồi đôi prang nè chiên cho mà đo thả mô ta khách bà xe nô nè miên là quay cạc nè còn to tiết mà này thà khoa tức trong đó được bao nhiêu bà chôm giảng khăn này bình luận phong rất là thiên ông của phía rất có tất khách dây nụ nơi tay an thả nóng niêm rất có tất và trăm khách dây nụ được miên cái đầy còn qua giảng khăn còn tay ở đây hát đôi chia phùng miên là nó sai lại và tu bây chỉ lúc khách không đi đâu thì giảng nào cái đây phụ ông của phía rất có tất phùng miên nẹ và phần lớp tất xa tiếng sông nụ tì miên này thả ông của phía rất có tất con tay chỉ nẹ chai chai bằng to ông bí cầm hôn an câu tay bằng nọ hai cơm hôn an cô có bổng toan miên lạc hiếp và cốt công tức ấy ban tầm rơi ca là lõi đại đối nì bánh hà tiền lũ bàn thật lẹp bàn to hơn nì và tam lộc phòn đọc tần ạc bằng chạy thả mù là hai nì ca khoa khát tức xa bà bà nì cứ đời xa ca bì bọt nâng ca viên dục gia cầm hốc nì là dạp biểu trong cơ nì lục bà thiên rõ tức bàn bàn to thả tức xa xâm rập và chia bò rõt bà tiền nì rõ ngay rất là có tất bản tính bị cầm hôn an cô chấm nôn cao sắp phạm phía rồi nâng phá lật luôn ai chấm nôn phạm phía rồi hai cầm hôn an cô bán phá lật tất sát đại dục tất phòng mà chiếc bị đồng bọn của bà chai lúc bọn to thả nóng ngồi thay một ngày ông có phía rất là có tất bản chai chai tất sát chung bởi chiếc bọn chấm nôn xam sắp bị bọn mai cụp nóng cả nặng bà mà phê bởi môi mai cụp tính bị cầm hôn an cô nâng bởi môi bọn mai cụp rất là có tất hạt phá lật đòi khu này đòi bom trên pi bộ phục tập băng bảy tục là đây rồi và tại mui ni nơi tại mình cục còn tam là đại ca bọc diệp rồi tỷ loại top nữa còn qua khát tất ni lục năm kia tên và thiết cục còn trong hôn an cô và trong cảnh sinh lục ban cú mình chạy đòi khai thả trong pu ba nhà còn qua tất này pi ni lục là tua score thả bớt chỉ khoát bớt bọc cắt mềm rồi ba nhà khoát ni cứ mình đang một pi cầm na nơi này prapra càng pu pi đại cầm hôn bổm nước man đó bản tay bà tôi chỉ rằng là lúc thâm than ở trong khai đọc bì gà môn ít bà nhà khoác tức trái bàn bình chọc bản tốt bì sản đi tìm bì nó bỏ phòng hôn an cô trái bàn sang xong rồi rõ chỉ thả bố để ai phần lất tức và học sập bọn mai cúp nóng mùi thường ngày hai ai bàn nóng bóng này cho nó bì bọn đọc bảo mấy ni đọc bây bình chọc cả khoác khát tức đòi xa thả bà chỉ bán đi tức nó an thông một chiếc các bà chai miền trăng mình khoác thì tại bên này phòng hôn miền tài xa xong ai bì chìa bọt đại chi ở thế chốn miền ta miền ca dục dốt cho buộc bánh hà đi phong vận tải bà tôi bay chi miền ca sản nông po pi sản nặng cầm hôn cục công tức giàng nặng cái cầm hôn cầm và chi bò rót và nẹt sọc có đôi chi ở chi con nông sọc nó không khai sấy nụ bàn sầm tay nông ca sau sẽ đai nông ăn sầm không thả rom tiền bà ri cồn thả quay đại cầm hôn chơi đi cứ chỉ ca đọt xa kịch quay bị ca vận tải của nó nông niêm cầm hôn được tôi sắp đặt mốc nông ca cục công tức tới tại miền tầm nông họ treo lơ ở thế chốn là bọc luôn đâu chỉ bị chìm rót nâng ông có phép rất có tất khai đại chiến này tuôn ca cuối cùng này trời đó sai ở ban đó về với liền nâng mình trời hay a chơi lại tất một tỷ trời tay đi cốt ở ri rốt cốt một số bài là mấy thuốc ca vừa dạng nát cuối cùng tất ở ban cục con mình tha pra một số bài bạc nào một tỷ xuống công xong là giác cho lại sao mỗi khai hai mỗi khai tiết mỗi khai hai mỗi khai tiết đòi lại dùng tam và phục môi dùm nôn không chua mình trời ca cả đôi chìa và chia phố rốt rốt bọn mơn cổ xa bản xa nào giang từ tốt đó là bà khách chìm xe xa bán bẹp bọn số mê ta phải nứt bị chà nà lang vinh hỏi chung vinh ca lúc băng bây tốt bàn tay bảo chìa cô ca đài mần ai bà cài bà nó bộ con xa nào bằng dịp bê này ca chạy lúc băng bây tốt này sân
ទម្រាំស្ថានីយ៍ផលិតទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមការប្រកាសរបស់អង្គភាពរដ្ឋកោទឹកបានបញ្ជាក់ថាទឹកដែលអង្គភាពផលិតបានចន្លោះពី 6,000 ទៅ 7,000 ម៉ែត្រគូបគឺដោយសារយកទឹកមកពីបឹងប្រៃតុកនេះដូច្នេះបើលុបបឹងប្រៃតុកនេះទៅការខ្វះខាតទឹកកាន់តែមានការកើនឡើងទ្វេដងជាពុំខានបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអស់លោកលុបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ទាន់បានតទឹកគាត់ទៅដងទឹកពីណាមកបាទគាត់ដងទឹកពីណាមកអញ្ចឹងគាត់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករមួយចំនួនដែលគាត់ព្រួយបារម្ភមកនេះថាគាត់ដែលគ្មានទយោតនោះហើយដែលគាត់ព្រួយបារម្ភនោះព្រោះគាត់អាចបានទិញទឹករដ្ឋមកប្រើទេគាត់យកធុងបេត្រូអឺដងដាក់ពីងអីផ្សេងផ្សេងដាក់ធុងធុងជ័រធុងអីដែលជាអាចថា10 20 30លីត្រ50លីត្រឬក៏100លីត្រទៅគាត់ស្តុកទុកនៅផ្ទះគាត់ប្រើប្រាស់មួយពេលមួយពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេដល់ពេលគាត់មួយគាត់មិនដឹកទៀតហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអស់លោកចាក់ដីលុបអស់ទៅសួរថាបានទឹកមកពីណាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនាំនេះជីឡានមកដល់ណាមកដល់ក្បាលឆាយក្បាលឆាយវិញបាទឥឡូវរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុអ្នកចេញលុយថ្លៃឡានឲ្យគាត់ឬមិនហ្នឹងបាទហើយលោកភិរិទ្ធអញ្ចឹងហើយបានថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយច្បាស់ណាស់បាទព្រោះថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គការលីយុផាត់ចាក់លុបប្រេកទុកនឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនៅសល់ផ្ទៃដីមួយតូចហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានចំណូលពោថាបើសិនជាមិនអាចរៀបរៀងបានទេសូមឲ្យផ្អាកលុបសិនព្រោះទុកទឹកនឹងឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ព្រោះថារដូវវស្សាជិតអើរដូវប្រាំងជិតចូលមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងបើហើយបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ភាគច្រើនប្រើទឹកនំហើយសុបបីតែរដ្ឋកោទឹកនៅខេត្តនំដែលទឹករដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងក៏បូមពីបូមចេញពីប្រព័ន្ធទឹកទុបនឹងដែរបាទរីឯក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផលិតទឹកអង្គោអង្គោគាត់យកពីក្បាលឆាយទៅទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលចុះបើសិនជាលុបអស់សួរថាក្រុមហ៊ុនទឹករបស់រដ្ឋយើងហ្នឹងបាទទឹករដ្ឋយើងនឹងបានទឹកឯណាបូមបាយបាយចេះវិញនំហ្នឹងរដ្ឋប្រញាប់បាយបាយហ្មងបាទអីក៏ប្រញាប់ម៉េះបាទហើយលើកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសនុពោប៉ុណ្ណឹងគឺសុំផ្អាកចាក់សិនទៅបាទផ្អាកលុបសិនទៅទុកឱកាសឲ្យគាត់បានមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ផងព្រោះឥឡូវទឹកនៅខេត្តបរសេនុខ្ញុំបានទៅប្រមាណដងហើយថាទឹកខ្សោយមែនទែនបាទបាទហ្នឹងហើយប្រជាជនទៅអ៊ូគប់គ្នាមែនអត់មិនខ្សោយហ្មងតែយើងទៅផ្ទះសំណាក់ទៅតែលដែលយើងដេកនោះឃើញទឹកឯណាខ្លាំងវិញកាលបាទអូជ្រៃយកនោមទាស់ចឹងហើយយើងចង់និយាយថាមុនចឹងចង់ស្ដាយទឹកទៀតបាទហ្នឹងហើយចាច់ខ្លាចអស់ទឹកប្រជាពលរដ្ឋមួយបាទខ្លួនឯងសុំចិត្តលាបដល់30បាទ30ហើយលាបសៅមកលាបសៅបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលខេត្តមេត្តាយោគយល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្នងពោនឹងសិនទៅបាទទៅថាចាំណាទេចាំមានទឹកហើយនិយាយចាំប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ទុកចិត្តហ្នឹងហើយបានគាត់ស្នងពោអញ្ចឹងអាជីវករហ្នឹងបាទជាសេះអាជីវករគាត់ត្រូវការបើទឹកច្រើនណាបាទបាទលៀងដោះដើម្បីអីតាក់ទាញភ្ញៀវមកចានស្អាតហើយបើសិនជាអត់មានទឹកសួរលៀងចានស្អាតមិនបាទយកទៅកលែងកលែងអាទឹកចាស់ដដែលយកមកដាក់ពីសុយកូនឬក៏ចៅបើអាបាលខេតទៅហូបហាងកាទៀវនៅក្បែរនោះចាំអាចារ្យនឹងដល់កោហើយបាទมันឈឺហើយมันឈឺมันអស់លុយអញ្ចឹងបាទសូមអធិស្ឋាននិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងមកទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាការយោគយល់នឹងមានសម្ភមណាស់បាទព្រោះថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករបាទអ្នកដែលរស់នៅខេត្តផ្សេងនោះគឺគាត់មិនហ៊ានទុកចិត្តថាការសន្យានឹងបានឬមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តថាឲ្យទុកសិនទៅចាំខាងក្រុមហ៊ុនអានកោនោះគត់គង់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខេត្តផ្សេងនោះហើយសំលុបទៅបាទចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងជ្រុលចឹងហើយតែយើងជ្រុលថានិយាយពីព័ត៌មាននៅខេត្តបរសេនុហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅព័ត៌មានមួយទៀតថ្មីថ្មីបាទគឺថានៅថ្ងៃទី31នេះគឺអាដាមផៃប៊ុនវណ្ណៈបាទគាត់ជាអភិបាលរងខេត្តអញ្ចឹងគាត់បានទទួលការចាត់តាំងពីលោកអបាខេត្តឲ្យគាត់ធ្វើជាប្រធានក្រុមដឹកនាំក្នុងការដោះស្រាយរឿងខ្សែកាបអុបតិចបាទដែលនៅលើអាកាសបាទដែលថារត់ឆ្វាត់ឆ្វែងមើលទៅអាក្រក់មើលនោះគឺថាលោកផៃប៊ុនវណ្ណៈគាត់នឹងដឹកនាំកម្លាំងទាំងអស់ទម្លាក់ខ្សែកាបនឹងចុះមកក្រោមដីវិញបាទដើម្បីឲ្យមានសុខភាពនៅតំបន់ទេសចរបាទហើយអញ្ចឹងផែនការនេះគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តនោះពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើគេមានគោលការណ៍របស់គេផ្លូវណាធ្វើខែណាផ្លូវណាធ្វើខែណាគេមានអស់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺដឹកនាំដោយអាដាមផៃប៊ុនវណ្ណៈហើយបើសិនជាប្រធានអត់មានពេលទំនេរ
thì nó tới lai tọt nơ tí nô và hay yok ca tọt nơ tí nô chmuy Adam tạm đọng ba đảm bây ở đặng tha ta sự cảm phiệp Adam bạn chọp thưa nung pật bọt chun ri đọ tha ba tam cồn ca đảm bây ở tế miên ca vi vọt chươn lươn nung sạch yang na nô ba vấn đề dương bờ sân này được khiêm thọp tới Japan tới chẳng khơi xa đó thì bà hãy nôm lang cho được nè hãy bờ vậy tới khi miền tây rót taxi đi khi ở miền mặt tây làn buồn đọc chẳng thế bà miền tây làn taxi thì chả làn mặt tây cái chẳng chả làn mũi thế bà pro tha bây giờ mình ai sao chả làn thế pro tha tây mặt tây làn chả làn mà người ta bỏng lan sẽ được cách luôn anh bà học lô cầm vô chả lom tha ở cha miền á mình mến đi và bà tê kê kì kết bị can xong chay sẽ được cách khác nè mà đôi khi mai dương tinh lan tới co tục cháu mà tẹt buồn pram à chi thân à chi tư rô mà sân hơi xanh được lôm bênh pháu khi miên bởi giáo chi đã lên thơ xe ra cho rõ ngay cứ chi đã lên thơ xe ra cho mà mẹ chi thơ ca đây.